cô chú anh chị và các bạn nha. Bữa nay mình quay lại chiếc xe ủi đất cho lại ra nè các bạn. Đang chạy ra để chuẩn bị ủi đất nha. Cái này là mình quay lại cái cảnh quay ủi nước cho các bạn cùng xem nha. Cái cảnh ủi khô thì mình đã quay rồi cái clip trước đó các bạn. Giờ là ủi nước nha. Đang chạy ra các bạn ơi. Rồi đây cũng một chiếc nữa, một chiếc cũng đang chạy ra nè các bạn. Này đang chạy ve nha các bạn. Ra ngoài kia nha các bạn. Rồi xe ủi bắt đầu ủi rồi đó các bạn ơi. Một chiếc ủi trước nè, chiếc kia chạy ra gần tới rồi đó các bạn. Mình quay cái cảnh quay ở đây gần cây cầu sắt 13 nha. Rồi anh ủi một cục rồi đó. Để mình lại gần tí nữa các bạn ơi. Đó, hai chiếc bắt đầu ủi rồi đó các bạn. Ủi cái miếng đất này cỡ khoảng 1 đồng rồi các bạn. Ủi vô bờ kinh ở trong đó các bạn. Là một cục này đó. Lấy cái lớp mặt đó, cho nó bằng lên đằng này cái lớn đi nó nhẹ các bạn. Cái này một lớp của đằng này đất của bên kia nha các bạn, bằng canh đất là dễ làm lúa hơn, để đất gò bơm nước nó có nó đi nước thằng cua chuột nó đi hết. Là sang lắp cái gì thì hãy liên hệ với hai xe ủi này nha. Số điện thoại em để dưới đường link mô tả video các cô chú anh chị. Wow, rất là to luôn. Ở trên núi cấm là cái đường sạt lở, để mình zoom lên cái đường sạt lở cho các bạn cùng xem nha. Đây. Cái đường này là cái đường sạt lở ngay trên một cống đó các bạn. Cổng là xa lắm nha các bạn, cục này rất là to nha. Mình đổ cái cục này có khoảng cái chiều dài nó có khoảng 4 mét nha các bạn, 5 mét, 6 mét gì đó. Quá khứ cái cục đất này rồi. Cái chiều ngang thôi nha các bạn, còn cái chiều dài cái của chiếc xe cuốc này, hai chiếc này đi song song dài lắm. Tầm 8 mét. Nước lũ rồi các bạn, này là ủi nước nha. We'll be right back.
khủng lồ luôn các bạn. Khó đi quá các bạn, bây giờ mình có rung lắc thì các bạn thông cảm nha. Nặng quá, tới đây cũng bắt nó chắc là to luôn rồi, siêu to luôn rồi các bạn ơi. Đang ủi đất lắng về bên kia nha các bạn, nhưng cái máy ủi anh này, chỗ này ủi tới lấy đất quá nhiều, anh ủi không nổi, ủi lắng về bên kia cho đất cái dồn về bển đó các bạn. Đi trần cao đó đi rồi. Mình quay ra phía
đây nó còn gò. Đây cục cắt nó di chuyển nè các bạn, di chuyển đi nè. Đó. Sao ba chiếc nó ủi. Ba chiếc chạy vô gần tới bờ kinh rồi nè các bạn. Ở trong này là nó lung hơn, ủi ngoài kia gò về cái bờ kinh này các bạn. Dồn lực, gian lực nha các bạn. Video mình đến đây cũng khá là dài các bạn, cũng